Thưa quý vị, đúng 8 giờ 55 phút sáng nay, tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức đón chuyến bay đầu tiên trong năm 2021. Chuyến bay VN159 của hãng hàng không quốc gia Việt Nam vận chuyển 180 hành khách đến Sông Đất tham quan du lịch thành phố. Thưa quý vị, chuyến bay VN159 khởi hành từ Hà Nội đã vừa hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng. Và đây là những vị khách đầu tiên đến Sông Đất năm mới và tham quan du lịch Đà Nẵng. Những du khách đầu tiên đến với thành phố Đà Nẵng bằng đường hàng không trong năm 2021. Ai cũng rất hào hứng khi nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt từ đại diện lãnh đạo Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng. Dịp này, hai hành khách may mắn đã trúng thưởng vé máy bay khứ hồi hạng thương gia hành trình nội địa do Vietnam Airlines khai thác. Thực sự Đà Nẵng là một thành phố đáng sống và đúng như mọi người vẫn thường nói là Đà Nẵng là một nơi đáng đến. Mình cảm thấy rất là vui, ấm áp và hạnh phúc được du lịch Đà Nẵng trao cho mình món quà. Và mình sẽ cầu mong một năm 2021 thật là nhiều may mắn, bình an và hạnh phúc đến với tất cả mọi người. Chúng tôi rất là kỳ vọng trong cái đợt đón chuyến bay lần đầu tiên này cũng như các hoạt động xúc tiến trong thời gian tới sẽ tạo cái đà cho cái việc phát triển du lịch nội địa của thành phố Đà Nẵng trong cái thời gian tới. Theo Sở Du lịch thành phố, trong năm 2021, du lịch Đà Nẵng sẽ tập trung mạnh mẽ khai thác thị trường nội địa với các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, thể thao, cộng đồng, sinh thái. Bên cạnh đó sẽ triển khai các hoạt động xúc tiến các thị trường quốc tế khi trở lại trạng thái bình thường mới.